Vâng, và anh Tú cũng như toàn thể anh em ekip thực hiện chương trình cũng rất là vui mừng khi được đến với phần 2 của buổi tiệc ngày hôm nay. Đó là phần 2 ca nhạc hát vui chúc mừng hạnh phúc để buổi tiệc thêm phần sôi động hơn. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách kính mến, thì ngoài việc thưởng thức những món ăn ngon đến từ dịch vụ ẩm thực Thu Cảnh của chúng tôi để cùng có bố khí đến cho tất cả quý vị, thì quý vị còn được thưởng thức những giọng ca bởi nhiều ca sĩ đến từ rất nhiều nơi trở về đây và đã được anh em công ban nhạc Thiên Phú của chúng tôi phối lại một cách rất là sôi động qua các tay nhạc công rất là máu lửa. Kính thưa tất cả quý vị, dạ vâng, và quý vị quan khách nào đã có những ca khúc thì cùng đăng ký trực tiếp với MC hoặc cùng đăng ký trực tiếp về phòng máy của ban tổ chức của chúng tôi để cùng chung vui với tất cả quý vị quan khách trong buổi trường ngày hôm nay. Giờ đây, để mở đầu cho chương trình ca nhạc, anh Thúy sẽ được mãn phép góp vui gửi đến tất cả quý vị một ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Y Vân, bài hát mang tên 60 năm cuộc đời. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ạ. Rồi. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vươn cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi, anh biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi, đã sống được bao hơ là thế, đời sống không là bao hơ là bao, đời không đâu là thế hơ gần bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi, có bao biến yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi, ta sống được bao giây. Dạ vâng, xin được kính mời đến tất cả quý quan khách của chúng ta cùng nâng ly ạ. Nào, 1, 2, 3. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vươn cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Xa em rồi, anh bên yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi, ta sống được bao nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi, ta sống được bao. Dạ vâng, cho con một càng vỗ tay nhẹ được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn tất cả quý vị khách quý vừa lắng nghe ca khúc 60 năm cuộc đời được sáng tác bởi nhạc sĩ Y Vân. Kính thưa đến tất cả quý vị, và giờ đây để nối tiếp chương trình cùng cho phép anh Tú xin được kính mời tiếng hát của chú Hậu với một ca khúc remix. Xin được kính mời chú cùng trở lên sân khấu để cùng chung vui ca khúc của mình ạ.